Thưa quý vị, nhằm kịp thời chia sẻ những khó khăn cũng như tạo điều kiện để đoàn viên và người lao động đón Tết Nguyên đán Quý Mão 2023 một cách đầm ấm, vui vẻ, Liên đoàn Lao động quận Hải Châu đã và đang triển khai nhiều hoạt động ý nghĩa thiết thực, ghi nhận của phóng viên Thời sự Đà Nẵng TV. Đây là phiên chợ Tết Công nhân 2023 do Liên đoàn Lao động quận Hải Châu phối hợp với Công đoàn Khu Công nghệ Cao và các khu công nghiệp, Nhà văn hóa Lao động thành phố tổ chức. Phiên chợ với hơn 60 gian hàng bán các mặt hàng thiết yếu, giá ưu đãi, phục vụ công nhân, đoàn viên, người lao động. Bên cạnh đó còn có phiên giao dịch, giới thiệu và cung ứng việc làm với hơn 5.000 vị trí tuyển dụng lao động của 18 doanh nghiệp trên địa bàn khu công nghiệp Đà Nẵng, đồng thời tổ chức khám bệnh, xét nghiệm và tư vấn miễn phí cho hơn 20.000 lượt người. Cảm ơn cho Liên đoàn Lao động tổ chức để cho giúp đỡ những người công nhân khó khăn, để cho họ có cái nguồn kinh phí để cho đỡ bớt cái chi tiêu của gia đình của họ. Mình rất là vinh dự khi được Liên đoàn Lao động quận Hải Châu phát cho 5 cái phiếu mua hàng, và mình hôm nay mình đã đến đây để tham dự thì mình thấy là không khí ở đây rất là sôi nổi và người dân là đây rất là háo hức để đến mua hàng, thì mình thấy là hàng hóa rất là đa dạng và giá cả rất là phù hợp với lại công nhân. Để làm tốt việc chăm lo cho công nhân, người lao động trong dịp Tết 2023, Liên đoàn Lao động quận Hải Châu đã linh hoạt tổ chức các hoạt động phù hợp với đặc điểm địa bàn khu công nhân, đặc biệt là những công nhân có hoàn cảnh khó khăn, những công nhân bị mất việc làm do ảnh hưởng bởi dịch Covid-19, trong đó những phiên chợ Tết với nhiều mặt hàng thiết yếu phù hợp với nhu cầu công nhân. Đặc biệt, mỗi lao động khó khăn được tặng 5 phiếu mua hàng trị giá 500.000 đồng, cùng với các phần quà hấp dẫn. Chúng tôi mong muốn rằng mỗi công nhân lao động và đoàn viên công đoàn đều có được một cái Tết ấm no đoàn viên và có một cái công ăn việc làm thật là tốt sau 2 năm đại dịch Covid-19, có cái thu nhập cao hơn để đóng góp nhiều hơn nữa cho sự phát triển của quận Hải Châu nói riêng và thành phố Đà Nẵng nói chung. Ngoài ra, Liên đoàn Lao động quận Hải Châu cũng cho biết đơn vị đã yêu cầu các doanh nghiệp công bố mức trả lương, thưởng và thời gian nghỉ Tết và thực hiện các đoàn kiểm tra giám sát của các cơ quan chức năng quận để kịp thời chấn chỉnh đơn vị chưa làm tốt và động viên nhiều đơn vị có mức lương thưởng Tết cao để công nhân, người lao động trên địa bàn quận có đón Tết Quý Mão 2023 đầy đủ, đầm ấm.